Thấy người ta có một cái, trong một cái buổi biểu diễn tư nhân nào đó của một quán bar, ông ta vô tình được biết chứ người ta đâu có công khai, người ta biểu diễn tư nhân trong một cái không gian tư nhân, người ta biểu diễn, người ta chơi vui chơi thể hiện cái tâm tư người ta thôi. Bây giờ ông nội này nè, ông vô ông nói, ông bắt người ta, ông cho ông kêu nhà nước phải xử lý. Cái hồi mà ổng đi xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, cái hồi mà ổng đi xúc phạm lá cờ của Việt Nam, cái hồi mà ổng chửi bới chính quyền Việt Nam, ổng đã xúc phạm tới biết bao nhiêu con người ở Việt Nam này. Chúng ta còn chưa xử lý ổng mà bây giờ ngày này lại còn có thể trơ tráo dơn cái mặt lên lên mạng xã hội, dên giáo lên mà đòi xử lý người khác khi người ta xúc phạm đến tôn giáo của mình. Mà chưa chắc đó là xúc phạm đến tôn giáo. Bởi vì sao? Đơn giản đó là một cái buổi tiệc. Đơn giản đó là người ta đang thể hiện cái tâm tư tình cảm của cá nhân người ta. Sự biểu hiện của người ta là tự do. Mà chính bản thân các ông trong Hội đồng Giám mục Việt Nam vào năm 2013 đã viết cái đơn, viết cái kiến nghị rằng là gì? Yêu cầu nhà nước Việt Nam thay đổi hiến pháp. Trong cái thay đổi đó bao gồm là gì? Bao gồm là phải cho người dân được tự do tư tưởng. Á đù, người ta đang tự do tư tưởng thì bây giờ mấy ông đi chống, mấy ông kêu gọi đi xử lý người ta. Mấy ông là ai vậy? Đúng là mấy ông là cha rồi. Mấy người là kiêu dân, mấy người quá ngông cuồng rồi. Mấy người nghĩ rằng không ai dám làm gì các người. Bởi các người nghĩ rằng, ồ tao cộng đồng tao lớn lắm, cộng đồng công giáo của tao mạnh mẽ lắm, ai đụng vô là chết. Đâu ra? Ở đâu ra cái thói nghĩ đó vậy? Người công giáo cũng phải biết đúng biết sai mà ủng hộ chứ. Việc làm đúng người ta ủng hộ, việc làm sai ai mà ủng hộ. Mà xạo sự, mà nghĩ rằng là cứ hễ người ta đụng tới công giáo mình là mình giết, mình hãm hại người ta. Nhìn kỹ lại coi, thời gian qua làm gì rồi? Mấy người suốt thời gian qua đi chặn xe cứu thương, đi chặn quốc lộ, không cho ai làm ăn mua bán, tổn hại túi tiền của ai? Tổn hại túi tiền người dân, người xung quanh mấy người. Xe cứu thương đi qua phải lại mấy người mới qua được. Còn gì nữa? Mấy người đi cướp chính quyền, mấy người đi vô cướp cả ủy ban huyện, kéo cờ xuống luôn. Tôi nói thiệt, nếu là công dân một nước mà biết tôn trọng luật pháp, có ai làm động tác kéo cờ của ủy ban xuống không? Kéo cờ quốc gia xuống một cột cờ là chỉ có những kẻ phản loạn mới làm điều đó mà thôi. Vậy mà người công giáo làm rồi đó, chính các người đã làm rồi đó. Bây giờ các người có tư cách gì nói chuyện với tôi? Ở cái đất nước này nè, giờ này nó thực sự mà nó loạn thật sự. Nếu thật sự mà giờ này mà ở đất nước này nè, nó tệ hại, thì tôi không có đủ điều kiện để ngồi đây live stream đâu. Bởi vì giờ này không có cổng dây mạng nào cho tôi có thể là mở cái live stream này ra nói chuyện các người đâu. Nhưng bởi vì cái đất nước này nó tồn tại và nó tự do quá, cho nên giờ này tôi ngồi tôi mở cái mạng này lên, tôi live stream cho tất cả mọi người nghe đó. Cả cái thế giới này nó muốn nghe nó vẫn vô nghe được. Đâu ai ngăn cấm ngăn cản gì đâu. Mấy người chửi nhà nước cả thế giới này đều nghe, có ai ngăn cấm ngăn cản mấy người không? Mấy người vi phạm thì pháp luật xử lý mấy người. Ai ngăn cấm ngăn cản mấy người nói. Nhưng mà cái miệng mấy người là cái miệng điệu giả, làm linh mục mà giả dối điệu giả như Nguyễn Ngọc Nam Phong nói thiệt. Giáo dân ở đó đi xuống quả ngục hết nếu mà ngồi nghe. Hoặc là giáo dân đó ngu hết, giáo dân đó điên hết. Nếu không điên, không điếc, bao nhiêu con người, người ta có quan điểm và ý kiến riêng người ta, mình phải chấp nhận quan điểm của người ta. Rồi mình mới trên cơ sở cái quan điểm của mình uốn nắn người ta lại. Nếu mình thấy người ta sai,
Còn bây giờ mấy ông thấy cái gì? Bây giờ tôi nói cho ông về cái vấn đề, sẵn có đứa nói tôi Quách Dũng, tôi nói luôn nè các bạn, người mà bảo rằng ô tôi là đạo công giáo mà tôi lại cứ đi đe nẹt, tôi đi hăm dọa giết người này người nọ, tôi cứ đi tìm người này người nọ để chửi bới lên mạng xã hội. Nguyễn Duy Tân thì đòi xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi lật đổ chính trị. Thế thì cuối cùng ra một cái đại diện một tôn giáo có thái độ hành vi chính trị như thế, cuối cùng ra thì thành thế nào? Kẻ đó đâu phải là đại diện tôn giáo. Anh đại diện tôn giáo thì anh phải thể hiện được anh là một người đức độ như thế nào. Anh tha thứ người xúc phạm anh như thế nào? Anh khiêm nhường và khiêm nhu như thế nào? Còn bây giờ gì? Anh ngông cuồng tự đại, anh cho rằng nhà nước này không dám làm gì anh cả. Bởi vì sao? Đụng tới anh là đụng tới tự do tôn giáo. Tất cả những điều này ai cũng thấy hết. Vậy thì cuối cùng chúng ta nghĩ được điều gì? Đó chính là mọi người ở trong cái giáo hội công giáo tới giờ này, và nhất là Nguyễn Ngọc Nam Phong hay là Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, là những cái lợi dụng tôn giáo để mưu đồ lợi ích cá nhân, ngông cuồng tự đại, đã biến giáo dân thành những kiêu dân. Kiêu dân là kiêu ngạo, cho rằng người khác không dám làm gì mình, kiêu ngạo. Trong khi Chúa dạy phải khiêm nhường thì các người đang kiêu ngạo. Các người kiêu ngạo đến mức độ các người không xem ai ra gì. Vậy thì các người có xứng đáng là con của Thiên Chúa này không? Xin lỗi, các người không xứng đáng. Các người hoàn toàn không xứng đáng. Các người không hề khiêm nhường. Các người luôn thách thức là không bao giờ khiêm nhường được. Nguyễn Ngọc Nam Phong thấy người khác xúc phạm chế giễu tôn giáo, đưa cái hình ảnh thánh giá, trang phục của tu sĩ lên trên sàn diễn sexy thì la làng la lối lên. Nhưng hãy nhớ rằng chính Nguyễn Ngọc Nam Phong và giáo xứ của các người đã đem thánh giá, đem Đức Mẹ ra ngoài đường, trưng bày ở ngoài đường, treo đầy ngoài đường để chi? Để thiên hạ đi ngang qua lại dòm vào thái độ các người mà chửi thánh giá, chửi Đức Mẹ. Các người hay lắm à. Các người đã đem thánh giá ra ngoài đường để người khác nhục mạ thánh giá. Bởi cái việc các người làm đâu có đúng nên người ta chửi. Người ta chưa biết chửi ai thì các người đưa thánh giá ra treo vào đầy ngoài rào. Các người nói rằng chính quyền sẽ không dám đụng vô. Đúng, chính quyền không dám đụng vô. Bởi chính quyền đụng vô, chính quyền đụng ngoại giao, đụng yếu tố chính trị. Nhưng dân này thì khỏi nói. Dân này thấy dân này chửi. Dân này thấy dân này biết và chửi nhục mạ. Các người thử đem tượng Đức Mẹ, tượng ảnh Chúa ra ngoài đường xem. Họ tạt nước thải vô tượng Đức Mẹ ngay. Đi ngang một cục đá chọi vô tượng Đức Mẹ bể ngay. Thánh giá dục luôn. Các người đâu có hiểu được rằng những động tác đó là thái độ mà họ đang bày tỏ ra. Các người chỉ nói được rằng ô, chính quyền làm đó. Ở đâu ra vậy? Cái gì cũng chính quyền à? Chính quyền nó có ngu? Chính quyền nó có hạ mình chơi với các người? Chính quyền này khôn lắm. Các người có nhớ năm mà chính quyền này vừa chiến thắng Trung Quốc, Trung Quốc xây một cái bức tượng của cái ông nào đó chỉ về Việt Nam, ví hăm dọa. Ở Việt Nam này xây một bức tượng ngay tầm tay và ghi lên đó một câu là không có gì quý hơn độc lập tự do. Cho nên cái bức tượng kia chỉ vô đó thì chính Việt Nam đã răn đe rằng vì mày cũng đồng ý với tao là không có gì quý hơn độc lập tự do, cho nên mày đụng vô tao là tao sẽ chơi với mày tới cùng. Nói về chính trị, nói về chơi bài,
xin lỗi cái đầu các người không có like nào với Đảng Cộng sản Việt Nam này đâu. Và mọi hành vi thái độ các người thể hiện giờ phút này càng thể hiện càng làm cho người ta căm ghét. Mà không phải Đảng Cộng sản Việt Nam ghét đâu, mà những người xung quanh các người, bao gồm các tôn giáo khác, bao gồm những người ngoài tôn giáo ghét các người. Mà họ đã ghét rồi thì nằm mơ đi, suốt cuộc đời các người không có cái giá trị mặc cả với người ta. Giờ này hãy lên trên mạng, các người cũng lên mạng thôi, thì lên mạng coi người ta chửi các người như thế nào. Cá nhân tôi bị chửi đơn giản, nhưng người ta đang chửi tôn giáo của các người. Và khi người ta chửi tôn giáo của người, các người đều quay qua chửi Đảng Cộng sản Việt Nam, đồ điên. Cho dù Đảng Cộng sản Việt Nam này nó có sụp đổ thì người dân vẫn chửi cái tôn giáo của chúng ta. Cho nên tôi nói các người rồi, các người không làm thì không sai, mà càng làm thì càng sai. Cho nên là các người phải biết được rằng cái giá trị của tôn giáo mình là nằm ở cái hướng thiện. Mà các người đã làm ác rồi thì cái tôn giáo mình bị đánh giá lại. Tự lo cho bản thân là cái điều đương nhiên. Nhưng tôn giáo của mình mà để người khác nhục mạ, mà cái việc nhục mạ đó là do chính bản thân mình, thì các người quá tệ rồi. Chống cộng mà chống ngu, chống cộng đến mức độ ngu thì còn gì đáng để nói. Nguyễn Ngọc Nam Phong làm gì đủ bản lĩnh mà chống cộng sản? Đinh Hữu Thọ, Lê Ngọc Thanh làm gì đủ bản lĩnh chống cộng sản? Làm dài ba điều, dài ba chuyện, chửi cộng sản nói móc nói xéo, tưởng ngon à? Xin lỗi, cộng sản cái đầu họ còn hơn mấy người cả ngàn lần. Bởi vì các người nói thêm mấy câu, hiện tại bản chất mấy người nó lộ rõ hết. Nói thêm câu nào người ta nhục mạ câu đó thêm. Bây giờ hãy dòm lại coi cái chức linh mục của mấy người nó còn có giá trị mặc cả hay không rồi chứ đừng nói gì. Ra ngoài đường thử xưng danh tao linh mục coi, để coi người ta đối xử với mình sao. Bây giờ ra ngoài đường nói tôi linh mục để coi người ta đối xử với mình sao. Chứ đừng nói tới chuyện linh tinh lang tan, là tôn giáo mình là số 1 nha.